Xin chào tất cả các bác nhá, chào các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con cháu. Thì hôm nay trời mưa gió các bác, hai bố con cũng chả có đi làm gì, nên bố cháu chạy vào trong quán ấy, lấy được một tí đồ về để đánh tiết canh các bác nhá. Làm tí đồ làm tiết canh để ăn sáng. Đây lấy được hai miếng sụn này. Ui, miếng sụn với bụi này, để lòng. Lòng lấy luộc ở bố hay làm gì đây? Lòng luộc. Để tí rửa băng thế này. Làm bụi tiết canh nhá. Cái chai kia này nhỏ thôi. Làm vừa vừa thôi. Có 7 bát thôi. Hay. Ăn sáng mà. Để có bao nhiêu? Bắt đầu băm bát nhá. Sụn điểm này. Bên phần trong là phần xương các bạn. Cái trong này nó hơi cứng tí mà. Bằng tốt. Ui. Mềm mà. Đây đến lúc cứng rồi đấy. Cái đấy hơi cứng thì bỏ đi quá. Cái này cứng. Sao cứng bị riêng. Bỏ đi. Tôi có thì không có gì khô thế đây này. Không có tủy, không có gì chứ. Xương rồi. Bây giờ bắt đầu bằng cho nó nát rồi nhá. Để cho nó nhuyễn ra. Cái sụn này để to cũng không cắn được. Nó lại cứng đấy các bạn. Nó mềm. Trời mưa gió lâu ngày tí. Bây giờ cháu sẽ đi cắt dầu thơm các bác nhé. Cắt cái dầu mùi tàu này. Dầu mùi tàu này ăn còn thơm các bạn. Thích cành. Ăn thì tuyệt vời luôn. Rất là nhiều các bác. Này mới mưa xong nên hơi bẩn các bạn, về là phải rửa. Băm sóng thì nhàn, xào như thế nào thơm. Còn nếu mà luộc thì nó lại khác, luộc thì mình lại phải để, mình mới băm. Mà mình làm này mình sẽ có cảm giác nó thơm hơn. Đi xào thơm. Rất là ngon các bạn. Mới đi chuột thôi. Đây sẽ là nồi lòng nữa các bác nhé. Lòng luộc. Đây, giờ mới bắt đầu cho vào để luộc các bác nhé. Sống. Sống này ăn nó mới tươi ấy chứ. Đấy là nhúng hả cô? Để các bác. Xem sao được cái bối. Chỉ sợ nó cháy thôi. Cháy. À, đi rồi. Thơm lắm các bạn.
tía tô với mùi tàu thôi. Cái này làm bằng rau mùi tàu với tía tô các bác nhá. Đi tía tô cho nó thơm thơm. Nó cũng thơm như kiểu rau thơm mình thôi. Đi để tía tô thơm lắm. Tí trộn với cái bồi kia cho bát các bác. Dùng thì kìa, có hành dội một tiếng rồi. Thơm ấy. Tía tô nó thơm. Này. Ít lá quá không bố? Không bị thơm thôi, nhiều quá. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên các bác nhé. Không bị thơm là được. Ui. Thơm chưa? Thơm nhỉ? Thơm cực bị luôn. Giờ sẽ chia ra bát các bác nha. Đây là 7 bát đấy, không biết được không. Đúng không bố? Có bát này đời hơn này. Có bát đời hơn. Bảy bát. Cái này đời hơn này bố. Bây giờ đánh các bác nhá. Một muôi tiết, một muôi rưỡi nước à? Dưới. Phải làm cho nó đều lên chút bố nhé. Để lòng nó bác nhá. Ngon phết. Nóng. Này mới trần qua nước sôi. Trần qua cái nước luộc lòng cái bộ ruột kia các bạn. Trần thế thì nước nó sẽ ngọt hơn đấy. Các bạn nhìn ngon chưa đây, cái ruột nó dày chưa đây. Ruột đoạn cuối. Ruột nó dày các bạn, bố nhỉ. Khấu đuôi mà. Cái ruột nó dày. Khấu đuôi. Khấu đuôi lên.
này giòn, cái xe điếu giòn, nhưng mà cái này không phải. Khổ đuôi, khổ đuôi. Đây là cái gì đâu bố? Dây. À. Đây các bạn nhé, cả gan, cả ruột, các kiểu đấy các bạn. Đầy đủ, thủ tục. Mỗi cái phải có một tí. Dây. Tôi xin mời tất cả các bác cùng thưởng thức với bố con chú cháu nhá. Mọi người nhá, hôm nay trời mưa không có đi làm gì, kiếm tí mồi về anh em với nhau làm chén. Trời mưa không có đi làm đấy. Mấy mời chú nhỉ. Còn là những người chúc các anh em nhá. Người quá. Lâu ngày trời mưa không làm tí đỏ đỏ cho nên là mấy đỏ đỏ mặt đấy. Mọi người nhá. Làm cái món này đi anh đâu ấy. Không tí mọi người nhá, láp giòn thì ngon, ruột non ăn giòn, non ngon kèo. Ngon. Còn tiết canh hôm nay chắc u ba được đấy nhỉ? Ba được. Đồng đồng cứng luôn các bạn. Đấy. Đây một đôi. Ba được. Đồng cứng luôn. Thơm này, bảo cái này người ta cho ăn dầu sao ấy. Dầu thịt nó ngon. Đấy, làm cái nữa mà đây là đỏ như này đi. Đỏ này. Làm này cho nó đỏ. Đầu ngày là đỏ cho nó tan nhẹ nhẹ nhẹ. Rồi, mời mọi người nha. Cứ phải ăn miếng to nó mới đã. Anh em nhá. Cho thêm quả ớt vào ăn, nó cay cay anh. Cay cay ngon chứ. Ăn cứ phải ăn miếng to mới đã. Cay quá rồi làm cái đã. Cái cành cho ớt là ra ngoài kia rồi cái ớt là mấy đúng bài đó. Ăn mát mát cây cây. Ăn mát mát cây cây đây. Mời à mọi người nhá. Xà beng đào. Mát luôn. Mát luôn. Mát luôn.
làm cái món tiết canh này. Thêm ớt à? Để xin mời các bác nha. Mát không các bạn? Ăn thêm ớt vào nó cay. Lại lên cái nhỉ, không nhỉ? Chưa kịp nghỉ. Cay mà ngon các bạn, cái ớt ấy, cơm nó thơm. Làm một chiến là cái đỏ đỏ này, Thử cái món nội tạng lợn này các bác nhá. Chấm với nước chấm này toàn ướt đây. Rồi ăn cay với ngon này. Xin mời các bác nhá. Tuyệt vời luôn các bác. Này vừa ăn vừa khóc ấy. Cay ấy, chảy nước mắt. Ăn ăn thì thôi thôi. Cay đến mức cái đâu. Không, cay ăn được. Này các bác ơi, mầm vẫn còn rất là nhiều. Này mà để lại ăn nó lại không ngon như cái lúc mới này chứ. Chán thì ăn cái này thôi. Không có cương, có mỏi thì ăn với cái này người ta gọi là chán. Cái đồ nó nhỏ thì chán rồi. Không gắp, không gắp được thôi. Đi chạy. Không có gì mà gắp được thôi. Đi chạy. Chế cầm. Ớt này là quả nó bé bé nhưng mà cay cay nhưng mà thơm anh em. Cô có nặng không? Đại cao một ly nhỉ? Dạ. Ủa chào mừng chú nhé. Lâu ngày đứng mát chửi anh em mình mới có thời gian buổi tí này không?
hai em lại đi làm đấy, thì đấy lúc nào cũng ngủ phải ngủ nhé. Tuyệt vời. Em bao nhiêu tiền được? Vừa hoàn thành đảng và nhà nước rồi anh ăn nơi mới thương ngủ còn dân đi theo ạ, dân đi theo ạ, địa phương thì ok rồi. Ui, chuyến mạnh đi các chú ơi, các anh ơi. Rồi, anh em mình nghiêm tôi giờ bây giờ lên đầu thử đấy nhỉ. Mời em nhá. Vừa ngày vui. Thôi cháu cũng xin tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video của hai bố con cháu nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng nhá.